Kính chào quý vị và các bạn. Mời các bạn nghe những thông tin cập nhật giá cà phê và giá hồ tiêu ngày hôm nay, ngày 16 tháng 1 năm 2021. Phunro TV chúc các bạn cuối tuần vui vẻ. Các bạn xem video đừng quên ủng hộ miễn phí cho kênh, một like và một đăng ký kênh. Xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc phiên giao dịch sáng nay theo giờ Việt Nam, thì giá cà phê Robusta tại London giao tháng 3 năm 2021 tăng 21 USD trên tấn, mức tăng là 1,58%, lên giao dịch ở mức là 1.353 USD trên tấn. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 cũng tăng 21 USD, mức tăng là 1,56%, lên mức giao dịch là 1.363 USD trên tấn. Các mức tăng mạnh và khối lượng giao dịch cà phê Robusta trên sàn London ở mức khá cao trên mức trung bình. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York cùng xu hướng tăng. Kỳ hạn giao tháng 3 năm 2021 tăng 0,8 sen, mức tăng là 0,63%, lên mức giao dịch là 128,15 sen trên bao. Ở kỳ hạn giao tháng 5 năm 2021 thì tăng 0,85 sen, mức tăng là 0,66%, lên mức giao dịch là 130,25 sen trên bao. Các mức tăng nhẹ, khối lượng giao dịch duy trì ở mức rất cao trên mức trung bình. Các bạn thân mến, theo quan sát của chúng tôi, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong tuần này, giá cà phê Robusta trên sàn London đóng cửa ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2021. Còn giá cà phê Arabica có lúc được đẩy lên rất cao, nhưng chốt phiên ở mức tăng nhẹ. Tin tức Trung Quốc phong tỏa về dịch COVID-19 tại tỉnh Hồ Bắc khiến giá nông sản nói riêng và thị trường tài chính nói chung bị ảnh hưởng tiêu cực. Trong bối cảnh đó, các thị trường nông sản đều đỏ sàn. Tuy vậy, riêng hai sàn cà phê thì vẫn tiếp tục tăng đều. Các thị trường nhập khẩu cà phê lớn của Việt Nam đều gặp thiệt hại lớn bởi đại dịch COVID-19 và tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, thúc đẩy cho nhu cầu tiêu thụ cà phê tại nhà. Cùng với những thông tin về việc thử nghiệm vaccine sẽ thúc đẩy lượng xuất khẩu tăng lên, khiến dự báo xuất khẩu cà phê sẽ có nhiều tín hiệu lạc quan trong những tháng đầu của năm 2021. Đối với giá cà phê trong nước khu vực các tỉnh Tây Nguyên, ngày hôm nay, giá cà phê trong nước tăng 300-400 đồng trên 1 kg. Mức giá cà phê được thu mua ngày hôm nay dao động từ 31.900 đến 32.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua từ 31.900 đến 32.000 đồng 1 kg. Khu vực tại huyện Lâm Hà và thành phố Bảo Lộc, mức giá là 32.000 đồng 1 kg. Và tại huyện Di Linh, giá cà phê là 31.900 đồng 1 kg, tăng thêm 400 đồng so với phiên giao dịch trước. Tại tỉnh Đắk Lắk thì giá cà phê được thu mua từ 32.400 đến 32.600 đồng 1 kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, mức giá là 32.600 đồng 1 kg. Khu vực huyện Ea Hờ Leo và thị xã Buôn Hồ, giá cà phê là 32.400 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Gia Lai ngày hôm nay được thu mua từ 32.200 tới 32.300 đồng 1 kg. Khu vực thành phố Pleiku và huyện Ea Grai, mức giá là 32.300 đồng 1 kg. Và tại huyện Chư Bờ Đông, giá cà phê được thu mua là 32.200 đồng 1 kg, cũng tăng thêm 400 đồng so với phiên giao dịch trước. Tại tỉnh Đắk Nông, khu vực thành phố Gia Nghĩa, mức giá được thu mua là 32.300 đồng 1 kg. Và tại huyện Đắk Đơ Lấp, giá cà phê ngày hôm nay là 32.200 đồng 1 kg. Giá cà phê tại tỉnh Kon Tum, khu vực ở huyện Đắk Hà, ngày hôm nay được thu mua ở mức 32.100 đồng 1 kg. Còn giá cà phê loại 1 giao tới cảng thành phố Hồ Chí Minh, mức giá là 33.600 đồng 1 kg. Về tình hình giá hồ tiêu trong nước khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá tiêu ngày hôm nay giảm 500 đồng ở một số khu vực. Mức giá vẫn được thu mua từ 50.000 tới 53.000 đồng 1 kg. Tại hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông, giá tiêu được thu mua là 51.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai và tỉnh Đồng Nai, giá tiêu vẫn được thu mua quanh mức 50.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày hôm nay có mức giá là 53.000 đồng 1 kg. Và giá tiêu tại tỉnh Bình Phước, mức giá được thu mua là 52.000 đồng 1 kg, giảm 500 đồng so với phiên giao dịch trước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.